trượt đại học, không đỗ vào trường mong muốn. Tôi biết các em buồn, các em chán nản, các em thất vọng. Nhưng các em có được mất niềm tin vào bản thân của mình. Các em chưa đọc một lần, em biết rằng có những người như Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai, trượt đại học tận 4 lần không. Đối với họ, đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Em hãy lấy trượt đại học là động lực để quyết tâm. Em hãy chứng minh cho thầy cô, bạn bè, bố mẹ và chính bản thân mình rằng trượt đại học không phải là mất tất cả. Hãy bằng ý chí, nghị lực của mình, sự quyết tâm bằng hành động để vươn lên trong cuộc sống này. Và tôi tin em làm được.